Giá vàng rơi tự do Lãi suất tiếp tục tăng đang gây sức ép rất lớn lên giá vàng. Phát biểu tại Hội nghị chuyên đề về chính sách kinh tế Jackson hôn vào ngày hôm qua, ngày 26 tháng 8, ông Jerome Powell, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, cho biết Mỹ đã thắt chặt chính sách tiền tệ trong vòng 2 năm qua và đưa lạm phát giảm một cách đáng kể. Tuy nhiên, lạm phát vẫn còn cao so với mục tiêu 2% đặt ra theo kế hoạch. Theo ông Jerome Powell, dữ liệu kinh tế vẫn còn nhiều điều đáng lo no ngại. Theo đó, kinh tế vẫn tăng trưởng, chi tiêu tiêu dùng vẫn mạnh mẽ mà điều này đặc biệt gây lo ngại thổi bùng lạm phát trở lại. Chúng tôi vẫn tiến hành đánh giá cẩn trọng các dữ liệu kinh tế trước khi ra quyết định có thắt chặt tiền tệ nữa hay không nhưng các thành viên Fed vẫn chưa có sự thống nhất rằng lãi suất đã đủ cao để đánh bại lạm phát. Điều lạm phát giảm về 2% là mục tiêu chính của Fed và chúng tôi sẽ cam kết duy trì chính sách tiền tệ để đạt được điều này, ông Jerome Powell nhấn mạnh. Theo giới phân tích, dù vị chủ tịch Fed không nói về việc tiếp tục tăng lãi suất nữa hay không nhưng thông điệp của ông cũng gần như rõ ràng là kiên định chống lạm phát. Điều này chỉ có thể thực hiện thông qua tăng lãi suất. Phiên giao dịch hôm nay, ngày 26 tháng 8, bài phát biểu rất mạnh mẽ về quan điểm chống lạm phát đã gây sức ép rất lớn lên thị trường vàng. Giá vàng thế giới đã rất thẳng đứng xuống 1904 đô mỗi ao, tương đương 55,6 triệu đồng mỗi lượng. Với mức giá này, hiện vàng đã mất đến hơn 4 triệu đồng mỗi lượng so với tháng 5, còn so với hai ngày trước, giá vàng mất gần 600.000 đồng mỗi lượng. Tại thị trường trong nước, vàng TNG và SCC lần lượt bán ra là 57,1 và 67,95 triệu đồng mỗi lượng.